Sáng ngày 1 tháng 12, Bảo hiểm xã hội quyền An Phú kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quốc Thái tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho trên 65 hội viên phụ nữ ấp Quốc Hưng và Đồng Kỳ xã Quốc Thái. Tại buổi tuyên truyền, ông Cao Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quyền An Phú, thông tin các chính sách về bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, giới thiệu mức đóng, phương thức tham gia và các vấn đề liên quan đến chế độ quyền lợi được hưởng. Trong đó, ông Cao Hoàng Lộc nhấn mạnh, khi tham gia bảo hiểm y tế, người dân được chi trả từ 80 đến 100% chi phí khám điều trị bệnh. Tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng gấp 10 lần lương cơ sở và chế độ tử tuất khi người tham gia qua đời. Ông Cao Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội quyện kêu gọi để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe tốt hơn, mỗi công dân hãy tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho mình và người thân trong gia đình. Được biết, thông qua tuyên truyền, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quốc Thái đã vận động được 679 hội viên mua mới và đáo hạn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó góp phần tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế trong xã là 10.436 trên 11.889 người, chiếm tỷ lệ 98,91%.